Hello xin mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chơi Sep Legend, clip này mình sẽ bắn thử khẩu Blunderbuss Outroad. Một khẩu súng lục giống như của Hero nhưng mà nó bằng băng cơ. Sao mày định mày đẹp vãi cả chuyện ra. Và thuận thiên thừa vận thì mình sẽ cầm cái khẩu MK3 khu công để cover khẩu súng lục này. Chứ khẩu này bắn Sida lắm, định mày bao giờ nó mới chết người đây. Đấy, đầu tư mày ra đây. Sao mày có sắp mặt lờ với tao không? Úi dồi. Ôi em lại lên chứ anh tư anh ở gần lắm. Ôi chết luôn kìa. Vãi trưởng sau lòng quay tít vậy. Mày ăn băng này. Ô, tôi có mỗi một mình cái thằng tơ này thì đánh đấm cái gì. Ôi 38 rồi, 23 máu ạ. Cái khẩu này làm cách nào để giết người bây giờ? Giác nó không được hài hòa cho lắm nhỉ. Rồi zoom vào rồi. Trận đầu này cứ quay tay thôi các bạn. Zoom đông lắm. Mày chết này. Các bạn từ để mình can sát thương được chúng người này. Úi trời ơi, 205 máu các bạn thấy bắn qua pha vãi trưởng không? Kê đạn hết rồi. Này chỗ đẹp này. Chỗ này chúng nó chỉ tụ ở một chỗ thôi. Mày mình nghĩ là cái khẩu này nó sẽ có làm trận zoom nữa đấy. Úi trời ơi, được nha. Chúng mày hít thử xem 5 viên đạn này nó có đau không. Nó có đau. Thật tốt rồi. Thế sao em lại ở xuống dưới này thế này. Úi trời ơi, tạnh nút nhảy nữa rồi. Hình như là không có thằng quẩy. Úi sao đây. Úi sao nó có cái anh nào anh ấy đứng ở bên cạnh đi mày. Mày chết cả em chưa biến hero đâu, mày có sớm. Lên hộ cá mà tôi. À đùa 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 đùa. Ơi, nhà anh có bán rượu không? Sao nhìn vào mắt anh em say quá. Thôi mẹ không nào dám lên đi à. Ôi tôi hết 4 thời gian rồi, em ăn được có tí kill à. Tiếp tục clip thôi, mình gọi ra một phát đây. Cái khẩu súng này hôm trước mình thấy nó có một cái phiên bản màu vàng trong AI nữa, rất là đẹp. Mà mình thấy là đi mãi chắc ra ấy thì cái đợt mà có hạn sử dụng mấy ngày thì lúc ấy mình lại không làm clip. Thôi cứ bán tạm này cho đẹp. Khẩu súng này mình nghĩ là bạn nào bắt cua hay đi săn ấy thì may ra là mới test được sức mạnh của nó. Nhưng mà thôi, mình cứ đứng đây thôi. Thỉnh thoảng bắn té té mấy viên cho đẹp. Một khẩu súng mang tính tượng trưng rất là cao. Ủa, vãi lều cho gì long zoom rồi này. Thôi anh em ơi, mình có cảm giác nó không lành lành rồi đấy. Ui, vãi à, 400 sát thương rồi. Ôi thơm nha. Cái gì thế này. Đấy, cắn trước đồ đi của nó, định mệnh mày lên đây. Ăn đi không bố cái. Ăn hết đạn đi. Úi trời ơi, đầy rồi. Sorry bạn nhá, vừa nãy mình lại chửi bạn quá cơ. Mày đau tao này. Ôi xong rồi. Và là rồi. Đuổi hộ cái. Ôi, cái lúc này mình mà rút MG ra là bạn kia bạn ấy đã không chết rồi, có ai lấy bản thân. Mày sống hộ tao cái. Nó có cái lỗ bạn ạ. Mình rất tiếc là bạn lại đứng ở cái chỗ nó móc nó ra cái con đi tá này đây. Holy, người ta đang chạy ở đâu ra cái thói mà cứ ta bình luận ở đó bắt đầu nó chém nhỉ. Cút nạ. Sorry nhá, sorry nhá. Quay mình cầm khẩu súng lục này. Để cho anh em chết mình quay lại lắm. Đấy nó cầm nó bổ mình này. Thay cho lời muốn nói. Ui, sao kìa, sao. Sao kìa, thằng ZPK. Ui, nhà mày, bọn này cứ như là bọn mù vậy. Bắn nó. Hay quá anh Tơ, em bảo mà em tin tưởng anh mà lại
Rồi, thật tư bắn được đấy. Mình cứ phải giết vợ này đã. Không để cho vợ gần, tí nữa chúng nó xa xa mình rút đồ ra mình kéo được. Thưa anh giờ với ca này, anh đứng đầu, đúng anh thật tư lên, nó còn không biết được cái cửa của anh thế nào. Thôi thôi, thật tư lên rồi. Xả nó. Ok, kìa. Sao lại hại đời nhau thế? Ok. Chưa gì em lại làm hero sớm này rồi. Đừng mẹ con tơ nhá. Tao hỏi mày một câu, tại sao mày không ăn được kia mà mày cứ định ăn tao vậy? Úi trời ơi, lại là cái lỗ đấy á. Em xin vô cùng thương tiếc báo team anh tơ là anh hơi sai lầm. Vào đây. Cũng sợ cho mày quá luôn. Cũng sợ cho mày quá luôn, toàn rút non này. Cái tá này. Châu này. Này thì mày châu. Ô, ông chết quá. Còn hai đứa nữa. Tết cái khẩu súng nó bằng băng thế này. Toàn bắn súng hero thế này. Có cảm giác nó rất là khốn nạn nhá. Đó, hai bạn nữa đâu rồi? Nhanh nhanh em nào. Mất thời gian quá. Ờ. Như là chúng nó điên rỗ trong rồi hay sao ấy. Mình có nghe tiếng bước chân mà đâu rồi. À đây đây đây, tìm nhau kinh quá bạn ơi. Trời ơi. Cái gì thế này? Các bạn có thể là một cuộc chiến nó ngay cả đường, ngay cả đường không? Nhảy cho người ta clear một trận xem nào. Thế tao cái gì tao nói trời một cười vãi đạn ra. Nhìn xanh lè. Được phát đúng một viên. Ước gì cái khẩu súng này nó cũng như khẩu súng hero nhỉ. Thì mình đã đỡ khổ hơn bao nhiêu. Và mình nhờ sự giúp đỡ của bọn này thôi. Đừng nói thằng bị zoom nữa nha. Mất tinh thần đoàn kết lắm đấy. Rồi rồi. Nhưng mà thằng tư này mình thấy là hơi yếu đuối, được mệnh nó không mạnh mẽ như thằng trước được. Đấy có mỗi mình nó luôn kìa, tiên sư nó ao sạch rồi. Thằng tư ơi, em có khẩu súng cùng màu anh này. Ui dồi. Ui giời ơi, bắn ra trò. À, đi mẹ nó lên nó định ăn mình này. Mà lên hộ tao cái. Mạnh mãi trưởng ra. Nhiều khi nó lại mạnh mạnh. Có cái lúc mà mình muốn mạnh nó lại yếu yếu. Mật đi cái giáp đẹp rồi. Thôi xong. Thôi thôi. Thôi thôi em đùa một tí thôi mà anh ơi. Này bắn sát quá. Nghĩa là mình đứng ở trên đây hướng lợi với chúng nó rồi này. Tất nhiên nào xuống nó cũng nhìn biết. Ôi ôi, nó bắn được như thế này thì bố thằng nào mà chơi được. Rồi y tá lao lên. Bất chấp tất cả súng đạn, chỉ vẫn vã như một vị thần. Phần thần cái nhẹ. Là sao cái thằng phần thần lại chạy trừ 4 sau nhỉ. Mà... lên đi. Ta sẽ lấy thịt đẻ người. Châu bắn lâu thì còn lâu nó mới chết. Tao nào. Ủa. Ủa. Không kịp ấn cái phân thân nữa này. Úi trời anh bị diệt. Em bảo mà em nhìn là anh nhìn là em biết là có điều đặc biệt rồi. Bắn bố mày từ nãy giờ nhá. Ôi, còn có 900 máu. Bắn bố mày từ nãy giờ nhá. Hay quá, còn một thằng nữa thôi. Ôi. Hay quá. Ôi kéo clip hôm nay mình dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sẽ mình dừng tiếp theo. Bye bye.